Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 5, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 5 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Bây giờ đến với môn toán thì thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài số 11, đó là so sánh các số thập phân. Chúng mình sẽ đến với hoạt động khám phá. Ở trong hoạt động khám phá này thì chúng ta sẽ quan sát hình ảnh ở trong sách giáo khoa cũng như quan sát hình ảnh trên màn hình. Chúng ta hãy quan sát và cho thầy biết hình ảnh trong tranh đó là gì. À đúng rồi, chính xác. Hình ảnh trong tranh đầu tiên này thì chúng ta thấy đây là cầu Long Biên Hà Nội, dài 2,29 km. Cầu An Đông Ninh Thuận là có chiều dài 3,5 km. Cầu Cần Thơ Tây Nam Bộ thì có chiều dài 2,75 km, đúng không? Thì đây là chiều dài của những cây cầu. Và như chúng ta đã biết thì đây là chiều dài ba cây cầu ở, à đúng rồi, chính xác, ba miền đất nước ta. Và bây giờ thì chúng ta muốn so sánh chiều dài của ba cái cầu này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? À, chúng ta vừa đọc được những chiều dài của cái cầu. Vậy thì muốn so sánh được chiều dài của ba cái cầu này thì chúng ta sẽ làm gì? À, đúng rồi, chú robot đã gợi ý cho chúng ta đó là gì? Chính xác. Ta cần so sánh các số thập phân là số đo chiều dài các cây cầu. Như vậy, chúng ta có thể thấy ở đây thì cầu Long Biên có chiều dài 2,29 km là số thập phân, đúng không? Cầu An Đông Ninh Thuận là 3,5 km cũng là số thập phân. Cầu Cần Thơ Tây Nam Bộ là 2,75 km cũng là số thập phân. À vậy thì so sánh các số thập phân này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta so sánh các số thập phân này nhé. Thì như chúng ta đã biết, chúng ta đã được học, chúng mình đã học cách so sánh chiều dài về mét, đúng không? Về decimet hoặc là về gì? Cm, đúng không? Nhưng và có thể là về gì? À đúng rồi, chúng ta cũng thấy là về về km, đúng không? Nhưng mà ở đây thì chúng ta so sánh về số thập phân. Thì số thập phân chúng ta chưa so sánh. Thì bây giờ chúng ta cần phải quy đổi về các cái đơn vị mà chúng ta đã so sánh, đúng không? À, vậy thì chúng ta có thể thấy ở đây 3,5 km từ số thập phân chúng ta chuyển về đơn vị mét, đó là 3.500 mét. Tiếp theo, từ 2,75 km chúng ta đã chuyển về 2.750 mét. Như vậy thì ở đây chúng ta đã chuyển về đơn vị mét chúng ta đã được học. Và chúng ta cũng chuyển được từ số thập phân sang số tự nhiên. Như vậy từ 3,5 km thì về 3.500 mét và 2,75 km thì bằng 2.750 mét. Vậy thì chúng ta sẽ so sánh hai số nào? À đúng rồi, chúng ta sẽ so sánh đó là 3.500 mét và 2.750 mét, đúng không? Thì ở đây chính là so sánh các số tự nhiên chúng ta đã được học. Thì chúng ta có thể thấy là gì? À đúng rồi, chính xác. 3.500 mét thì lớn hơn 2.750 mét, đúng không? Vì gì? Đúng rồi, chính xác. Vì chúng ta so sánh là từ trái qua phải, đúng không? Đây đều là số có 4 chữ số thì chúng ta sẽ so sánh hàng thứ nhất từ trái qua phải. Thì đây là 3, thì đây là 2. Thì đương nhiên 3.500 nó lớn hơn là 2.750. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy 3,5 km sẽ như thế nào? À đúng rồi, lớn hơn là 7,25 km, đúng không? Thì chúng ta có thể thấy từ đây chúng mình có thể so sánh các số thập phân như sau. Đó là 3,5 sẽ lớn hơn, đúng rồi, 2,75. Như vậy chúng ta sẽ so sánh phần nguyên trước, đúng không? Ở đây phần nguyên là 3, đằng sau thì phần nguyên là 2. Như vậy 3 sẽ lớn hơn 2. Từ đó chúng ta thấy 3,5 sẽ lớn hơn 2,75. Chúng ta chưa cần quan tâm đến phía đằng sau này như thế nào. Chúng ta chỉ so sánh phần nguyên trước, tức là đằng trước dấu phẩy này, đúng không?
Thì từ đây chúng ta cũng rút ra được một kết luận, đó là trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn. À, như lúc nãy vừa thầy vừa hướng dẫn đúng không? À, vậy thì bây giờ chúng ta hãy so sánh hai số này cho thầy. Đó là 2,75 km và 2,29 km. À, hai cái số này thì chúng ta thấy như thế nào? Phần nguyên nó giống nhau đúng không? Thì chúng ta cũng đổi ra các số tự nhiên để dễ so sánh như lúc trước chúng ta đã được học. Thì từ 2,75 km chúng ta đổi ra mét sẽ là bằng 2.750 m. Từ 2,29 km thì sẽ bằng 2.290 m. Thì từ đây chúng ta thấy đây chính là hai số tự nhiên chúng ta đã được học đúng không? Bây giờ chúng mình thử so sánh xem là 2.750 với 2.290 xem là số nào lớn hơn. À đúng rồi. Thì chúng ta có thể thấy là 2.750 sẽ lớn hơn là gì? 2.290 đúng không? Thì chúng ta thấy là đây thì có hàng nghìn nó giống nhau, nhưng mà đến hàng trăm đúng không? Hàng trăm đây là 7, hàng trăm đây là 2. Như vậy thì 7 sẽ lớn hơn 2. Vậy thì 2.750 sẽ lớn hơn 2.290. Từ đó thì chúng ta cũng thấy 2,75 km sẽ như thế nào? Đúng rồi, chính xác, lớn hơn 2,29 km đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta cũng thấy khi mà phần nguyên nó bằng nhau đúng không? Tức là 2 sẽ bằng 2, đây chính là phần nguyên đứng trước dấu phẩy. Thì chúng ta sẽ so sánh đến phần nào? Đúng rồi, chính xác, đó là phần 10. Phần 10 ở đây sẽ là 7 phần 10. Phần 10 ở số thứ hai này sẽ là 2 phần 10. Như vậy, 7 phần 10 lớn hơn 2 phần 10. Từ đó chúng ta thấy 2,75 sẽ lớn hơn 2,29. Như vậy, nếu như thấy hai số thập phân có phần nguyên như thế nào? Bằng nhau, đúng không? Trong hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, số thập phân nào có hàng phần 10 lớn hơn thì số đó sẽ lớn hơn. À, chúng ta nhớ nhé. Như vậy thì chúng ta thấy nếu phần nguyên bằng nhau, chúng ta sẽ so sánh đến phần phần 10. Vì phần 10 nếu lớn hơn thì số đó sẽ là lớn hơn. À, vậy thì bây giờ chúng ta muốn so sánh hai số thập phân thì ta làm như thế nào? À đúng rồi. Nếu như phần nguyên của hai số đó khác nhau thì số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau thì so sánh phần thập phân lần lượt từ hàng phần 10, hàng phần trăm, hàng phần nghìn đến một hàng nào đó. Số thập phân có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ lần lượt so sánh các cái cặp số từ trái sang phải, đúng không? Thì sau khi phần nguyên nó bằng nhau thì chúng ta tiếp tục so sánh đến hàng gì? Hàng phần 10, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, đúng không? Và nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì sẽ như thế nào? À đúng rồi. Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì đương nhiên hai số đó sẽ bằng nhau. Ví dụ chúng ta hãy so sánh hai số này cho thầy. À chúng ta thấy này, 2001,2 và 1999,7. Thì chúng ta thấy là số nào lớn hơn? À đúng rồi, đương nhiên sẽ là 2001 đúng không? Thì chúng ta thấy ở đây là hàng 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 nghìn là 2 đúng không? Hàng nghìn đây là 1 thì đương nhiên sẽ là lớn hơn. Vậy thì khi mà phần nguyên bằng nhau như thế này, 78,469 thì với 78,5 thì như thế nào? À đúng rồi, chúng ta thấy 78,469 sẽ bé hơn 78,5 đúng không? À, chúng ta tiếp tục so sánh đến phần thập phân, đây là 4 phần 10, đây là 5 phần 10. Không cần quan tâm phía đằng sau này nó có bao nhiêu số nữa, đúng không? Và nếu như 630,72 và 630,70 thì như thế nào? Đương nhiên 630,72 sẽ lớn hơn 630,70 đúng không? Thì chúng ta thấy phần thập phân ở đây là 7, phần thập phân ở đây cũng là 7. Tiếp tục thôi đến phần nghìn đúng không? Thì
Phần trăm thì chúng ta thấy đây là 2 và đây là 0, đương nhiên 2 sẽ lớn hơn 0. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động luyện tập. Ở trong hoạt động luyện tập này thì chúng ta sẽ tham gia chơi một trò chơi, đó là giúp bạn qua cầu. Thì nếu như chúng ta làm được tất cả các câu hỏi ở trong phần bài tập thì chúng mình sẽ giúp các bạn nhỏ này vượt qua sông đến trường nhé. Câu hỏi đầu tiên như sau. So sánh hai số thập phân. À, bài tập 1 thì chúng ta thấy là so sánh hai số thập phân. Thì như lúc nãy thầy đã hướng dẫn đúng không? Thì chúng ta sẽ so sánh số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu như phần nguyên của hai số bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân lần lượt từ các hàng phần 10, phần trăm, phần nghìn đến cùng một hàng nào đó. Số thập phân có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh nhé. 37,29 và 36,92 thì chúng ta thấy như thế nào? À, đây là 3, đây là 3, đây là 7, đây là 7. Như vậy 37 sẽ gì? Lớn hơn, đúng không? Như vậy 37,29 sẽ lớn hơn 36,92. Tiếp tục 135,74 và 135,75 thì chúng ta thấy là phần nguyên nó như thế nào? À, phần nguyên đằng trước chấm phẩy này bằng nhau. Thì chúng ta sẽ so sánh đến phần thập phân, đây là phần 10. Phần 10 cũng bằng nhau. Chúng ta sẽ so sánh đến hàng tiếp theo là phần trăm. Đây là 4, đây là 5, đúng không? Thì như vậy 4 sẽ bé hơn 5. Vậy thì 135,74 sẽ bé hơn 135,75. Tiếp theo đó là 89,215 và 89,215. Thì chúng ta thấy hai số này như thế nào? À, nó giống nhau, đúng không? Thì chúng ta thấy sẽ là bằng nhau. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành được bài tập đầu tiên và chúng ta bắt thêm được một nhịp cầu cho các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ bắt nhịp cầu thứ hai nếu như trả lời đúng câu hỏi sau. Ở đây thì chúng ta sẽ có yêu cầu đó là sắp xếp các cái số 3,604, 2,875, 2,857, 3,106 theo thứ tự từ bé đến lớn. À, vậy thì yêu cầu ở đây đó là gì? Đúng rồi, xếp theo thứ tự từ bé đến lớn thì số nào bé chúng ta xếp trước. Thì muốn xếp được thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chính xác, chúng mình cần phải so sánh, đúng không? Thì chúng ta cũng so sánh các cái số thập phân này. Thì đầu tiên chúng ta xem số thập phân nào, đúng không? Hàng thập phân nào nó bé nhất thì chúng ta xếp trước, đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy có hai số thập phân bằng nhau mà cũng bé nữa, đó là 2,875 và 2,857. Thì chúng ta sẽ so sánh đến hàng gì? À, đúng rồi, hàng phần nguyên, hàng thập phân đằng sau, 8, đây là 8, đây là 7, đây là 5. Như vậy sẽ là gì? À, đúng rồi, 2,857 sẽ là gì? Bé nhất, đúng không? Chúng ta xếp trước. Như vậy thì sau khi so sánh, chúng ta có thể thấy 2,857 sẽ bé hơn 2,875, sẽ bé hơn 3,106 và sẽ bé hơn 3,604. À, vậy thì chúng ta sẽ xếp theo thứ tự như thế nào? À, đúng rồi, theo thứ tự từ bé đến lớn lần lượt sẽ là 2,857, 2,875, 3,106, 3,604. Bạn nào có cùng kết quả như trên mình là đúng nhé. À, bây giờ chúng ta đã bắt thêm được một nhịp cầu cho các bạn. Chúng mình sẽ đến với bài tập số 3. Ở trong bài tập số 3 này thì chúng ta sẽ có yêu cầu đó là chọn câu trả lời đúng. Trong 3 chiếc cân như hình dưới đây có một chiếc cân bị sai. À, chúng ta thấy hình cân thứ nhất này, đúng không? Thì con mèo với con gà. Cân thứ hai là quả mít và quả sầu riêng. Cân thứ ba đó là hai thúng một đường gạo, đúng không? À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát là những chiếc cân này chúng ta thấy nó cân bằng với nhau. À, và chúng ta thấy ở con mèo là 2,75 kg, đúng không? Và 2,54 thì chúng ta thấy là gì? Con mèo nặng hơn con gà, đúng không? Là đúng. Tiếp theo đó là số 3 thì đây là 3,05 kg. Thì chúng ta thấy hai chiếc cân này gì? Bằng nhau, đúng không? À, chiếc cân thứ ba là đây là 2,75 kg và đây là 2,57 kg.
Nhưng mà chúng ta lại thấy chiếc cân đó như thế nào? Không có bằng nhau, đúng không? Nó nghiêng về phía phía 2,57, đúng không? Thì chúng ta thấy như thế nào? À đúng rồi, chúng ta thấy là 2,75 kg thì nó lớn hơn là 2,57 kg, đúng không? Nhưng mà cân địa ở bên phải thì là gì? Thấp hơn, tức là nó nặng hơn, nặng hơn bên trái. Thì đây là như thế nào? À đúng rồi, chiếc cân này là bị sai, đúng không? Thì ta có 2,75 kg mà lớn hơn 2,57 kg, nhưng mà cân địa ở bên phải nó thấp hơn địa bên trái, vậy chiếc cân ở hình 3 là sai. Như vậy là chúng mình đã bác thêm được một chữ cầu cho các bạn. Đến với hoạt động vận dụng thì chúng ta sẽ có một yêu cầu, đó là chúng mình sẽ nhắc lại cách so sánh số thập phân cho các bạn. Thì hoạt động này chúng mình tự thực hiện nhé. Thì so sánh số thập phân tức là chúng ta sẽ so sánh phần nguyên trước, tức là cái phần trước dấu phẩy. Rồi sau đó chúng ta sẽ so sánh phần thập phân sau sau dấu phẩy, đúng không? Thì so sánh rồi tiếp tục so sánh đến phần 10, phần trăm, đúng không? Rồi phần nghìn, vân vân cho đến hàng cuối cùng. Như vậy là chúng mình đã bắt thêm được một nhịp cầu cuối cùng cho các bạn qua xong. Chúng mình cũng đã hoàn toàn trả lời đúng các câu hỏi. Và chúng ta cũng đã giúp được các bạn qua xong. Và thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài so sánh các số thập phân. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.